cả, bây giờ không nào. Mất đá cả. Đâu, mất đá cả. Mất đá cả, bây giờ không nào. Mất đá chừng nào. Hiu. Hay đó nè. Đâu nè lốt. Hay có bóp lát mẹ ơi. Mình đâu đi. Lấy đi, ôi quả to lắm. Đây quả to lắm. Ừ, quả to lắm, để đây. Đây cho cái túi đi. À, cái này đó. Lấy cái con đi. Xin rồi đi. Đây. Đây cho nước cây nó sướt, lò sướt lò nhắc cái nữa. Chính thế con, chắc mẹ ơi, mẹ giữ cho. Nè.
Thì vào đây, vào túi. Đây. Đây. Nhặt cho vào túi nha. Nhặt cho vào túi đi. Mẹ ơi, mình ao được rồi. Được rồi, để tôi về đi. Cái quả này có không quả này con. Là đây này chứ. Mình ra một quả rồi. Này. Mẹ ăn hạt chân rồi. Ờ, cứ lấy. Là đây này á. Lên, lên đi. Mẹ đào được rồi. Mẹ cho vào túi. Cho túi em tin đi, tin đi cái mở cắt đi. Tin đi. Nước này có không? Không biết. Con này to lắm đấy. Cho mẹ đào cái con. Đây đây, mẹ trên này, mẹ kìa mẹ đào cái con. Nè, quả to. Đây đây, mẹ làm cho. Ôi con ơi, con ơi, trên này mình làm cho con. Ê. Thế này chứ. Đi có một con. Tìm ở dưới à? Đây. Có một quả đây đây mẹ. Mẹ. Đây. Con này đi đâu, không lấy đâu. Lấy quả tôi đi con. Cho vào túi đi. Nè. Ừ, ba quả con một quả đây. Một quả. Ừ, đây. Đây quả to rồi. Hết rồi nhé. Mẹ làm cho. Mẹ nào. Để cho mẹ làm. Đây. Đấy. Cho vào túi nha. Đây cho vào túi đây. Đây cho vào túi. Mẹ cứ phải nhập quả đó. Đây đây đấy. Thôi. Em đào đi. Quả to đi. Đấy, có một quả to lắm. Mẹ ơi, đào một quả to lắm. Ừ, cho vào túi nha. Đấy, quả to đấy. Mẹ ơi, cái này làm cho bác. Mẹ đào kia. Mẹ giúp nhỉ, mẹ giúp đào. Con mẹ đây. Mẹ quả to lắm, con đi. Quả. Ở cho vào túi đi. Một quả to lắm. Ở cho vào túi nha, túi của con nha. Này. Này, không có rồi. Ở đây tìm đi.
Vâng. Đây, cho vào túi. Chị ơi. Đây, cho vào túi đấy. Cho túi của chị nha. Để mình xem nào. Mẹ ơi, cỏ to quá. Ừ, thế mang cho mẹ đi. Thế mang cho mẹ nha. Có nhiều lắm. Ừ, lấy đi, có nhiều thì lấy đi nhá. Vâng. Đồng nhanh nhá. Vâng. Sắp tối rồi. Vâng. Này, có một quả đây con. Một quả. Ừ, thế cho vào túi đi nhá. Chị ở đâu? Hết chưa? Chưa, ở đây là của chị. Có một quả mà. Mân tình đi. Mân tình đi. Đây thế mà con. Ôi giời, đá thôi con. Nhà đi tìm nha. Đi đây. Mà được hai cái. Hai cái thì mang về đi. Cho vào túi đi. Mẹ ơi, được quả to quá. Để em nhé. Được rồi. À, chị nhìn được quá rồi. Vâng. Chị mới có bó gì đâu đi. Sắp tới sắp về rồi. Đâu đi nhá. Quan tin nhá này. Đào đi nhanh nhá. Đào đi. Đào đi, để chị đào cho em. To. Đào cần chị được. Quả này to không? To đấy. Đây cái. Đây thì mình làm cho. Đây. Quả to này. Quả to rồi. Đây. Đây cho túi đi. Ôi giời, nằm rồi nhỉ. Đi đi. Nó của em đi nhé. Em ơi, nó của em đi. Cầm quả đây nhé. Đi mẹ lăn nữa mẹ. Đó. Nó có tối. Ôi, cầm quả dưới này.
Không hiểu con nghe đi. Con ừ. To à? Thế nào nhanh nhá. Chơi vào túi nhé. Cắt nha.
nhặt ra ấy. Nhặt đi con này. Nhiều quá. Nhặt đi. Nhiều quá. Nhặt đi. Nhặt đi nào. Lan. Cho cái của cháu đi. Nhặt ra đi con ơi. Vâng. Nhặt lên đi. Mình nhặt đi. Nhặt nhanh nhá. Nhặt nhanh nhá, nhặt lên. Nhặt đi. Chân nhá. Nhiều lắm rồi mẹ ơi. Thế thì tin đi. Tin chơi. Chú cần đấy. Tin đi. Đây có. Mẹ ơi có nhiều lắm. Và để cắt nữa. Cắt chín rồi. Đây. Có nghe nói con chẳng lúc mình á. Cắt được rồi. Thôi lấy tía thôi. Sai rồi. Thế nhanh đi. Nhanh sắp về đi nha. Chạy ở đây này. Chạy ở đây. Con đi về đi. Mẹ đã. Cho nhé mẹ đi. Mẹ ơi dậy đi. Dậy rồi. Dậy rồi. Con ở nhà nhá, mẹ đi chơi nhá. Vâng. Hai con ở nhà nhá. Vâng. Con nghỉ nhá. Nhá. Vâng, mẹ về mẹ múc cho con bánh nhá. Vâng. Ở nhà nhá. Vâng, vâng. Con nghỉ nhá. Mẹ múc cho con bánh nhá. Ừ. Ở nhà nhá con nhá. Vâng. Vâng. Mẹ đi mẹ về nhá. Vâng, đi nhanh về nhá. Vâng. Con nhà nhá. Vâng.
cứ nấm nhìn ạ. Mình ăn chứ. Hả? Hôm nay thì mình ăn. Hôm nay bán rồi. Hôm nay bán 15 ạ. Tiến đuôi à? Dạ. À. Tiến đuôi nào, tiến đuôi cốc. Tiến đâu? Tuần kia còn dễ hơn. Khó lắm. Đặt vào nó bao nhiêu thì biết. Một cân à? Cân rưỡi à? Thế tính một cân à? Hai cân rưỡi này. Một cân rưỡi à? Thế tính một cân à? Thích mà cam thích. Cho hai nhỉ? Cho một cái túi à? Đây, nhé. Nhé. Cam rồi, ông kia lấy còn chưa ăn cái nào đi. Bà cháu nhà bà thầu đó này, bà cháu hộ lấy hết đấy, còn ngon lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con đấy. Không được cái nha. Đi ra cho mẹ làm đi. Apple.